Vậy là Zira đã tròn 6 tuổi. Nhìn lại chặng đường 6 năm qua với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn với các thành viên. Vậy với các Zikaer, kỷ niệm về nhà Z cho mọi người là gì? Hãy cùng hỏi xem nhé! À, 5 năm 1 tuần. Mình làm được 3 năm rồi. 3 năm rưỡi. 2 lần thì tổng cộng khoảng 3 năm. Tầm 3 năm và 2 tháng. Em làm việc ở Zika được 2 năm 230 ngày rồi. 1 năm 2 ngày. Và ngày thì đầu tiên vào Zika là ngày 24 tháng 9. 1 năm 5 ngày rồi. 1 năm tròn 7 ngày. Hơn 3 tháng. Gần 4 tháng. 4 tháng gần 3 tháng rưỡi ạ. Đặc điểm nhận dạng ấy, mọi người có thể biết là đầu trọc. Em hay được mọi người gọi là idol đó, hoặc là có thể gọi là hàng pin. Mọi người hay gọi em là khoai. Có phải chú là làm giáo án tim tơ đại cương đúng không? Chúng dancer. Sơn Trẻ Châu, Sim Sơn, Đại Gia, Khôn Chủ Tịch. Cả công ty thấy đứa nào lùn nhất thì chắc chắn là em đấy. Thấy nhiều màu nhất thì cũng là em luôn. Cái ấn tượng đầu tiên với anh em trong công ty thì mình như là bốc bắt họ ở dân xã hội. Mọi người có thể gọi anh là anh xin tiền. Anh lúc bảo em mua bánh kẹo cho mọi người. Xong rồi em đi vô siêu thị em mua hết như đó tiền là bánh kẹo luôn về cho mọi người ăn trong một tháng đầu tiên luôn. Xong thế là mọi người đặt cho em cái biệt danh là bánh kẹo. Câu cửa miệng của anh Hiếu, tinh thần chiến binh. Game. Bot game mang tên là poker. Và thường có lịch họp thường niên vào mỗi tuần. Điều đầu tiên là Zitga là một cái công ty làm game mid-core chất lượng. Một cái cảm giác rất là được tựa. Đầu cua họ là không tóc. Tự hào. Leo thang bộ ở một cái căn nhà tập thể cũ. Lần đầu tiên mà em làm quen với MacBook luôn. Trời ơi, cuộc đời em chưa một lần nào được dùng một cái MacBook luôn mọi người ơi. Quá sang luôn. Cái ngày mà mình đi phỏng vấn gặp anh Tùng, chắc hôm đấy cũng là ngày cuối cùng mà mình đi làm và mang quần jean và áo sơ mi. Còn hôm sau thì gần như là không bao giờ mặc nữa. Vào cái chỗ ngồi mình thì mình thấy là có cốc nước, có cái giấy chào mừng với một cái gối. Thì mình tưởng là ôi sao Zika xịn thế. Làm được khoảng đến đầu giờ chiều thì có bạn Lục ngồi cạnh bảo là ơ cái gối này của anh Long mà. Ơ thế à? Những cái ngày đầu tiên làm việc thì văn phòng Zika nó ít người lắm. Lúc đấy thì chỉ có hai người thôi, là có anh với anh Đông coder nữa. Đi cà phê và sang tuyển người. Làm nhân viên tester. Test từ đầu tiên thì là chơi con AW thôi. Anh đứt đi đâu em đi đó, em chưa biết công việc em như thế nào hết. Đọc một quyển sách về ISO. Check lịch xem là có lịch họp không? Mở máy tính. Lướt những cái xem lên mà tắt việc mà hoàn thành của ngày hôm qua hoàn thành được bao nhiêu. Rồi tắt việc hôm nay thì hoàn thành như nào. Đi lấy nước, chắc chắn phải đi lấy nước. Em sẽ chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp. Mình ăn sáng, uống cà phê. Em sẽ là người cầm chìa khóa mở cửa. Mình xin trả lời thành thật là mình lướt Facebook. Đóng quỹ nhiều quá, không nhớ là lần đầu tiên đóng bao nhiêu. Anh nên gương mẫu. Chu bị đóng phạt bao giờ? 6.000. Thế rồi em cao không nhớ được. Hình như là gần 200.000. Hai lần quên chấm công. Không đồng. 500.000. Lần đầu tiên game Sigman Legend được Google feature toàn cầu. Những ngày đấy thì mấy anh em cứ ngồi canh về nhảy số về lượt tải rồi xây siêu của game. Đúng là đợt Tết anh Sinh có cho em một cái phong bì. Phong bì trị giá 1 triệu đồng. Một bộ chăn gối. Một chai chi vát. Một cái hình poster có hình mà mấy bạn họa sĩ vẽ trên đấy. Có hình của anh luôn cũng đang đốc thúc mọi người gọi là kêu là tinh thần chiến binh. Đi ăn bữa đầu tiên sau Tết. Và nó cũng đúng dịp sinh nhật của anh Sinh và sinh nhật của anh nữa. Các bạn ấy đến chúc rượu thì mỗi đứa một ly và xếp một cái hàng dài. Về đến nhà là nôn cả ra xe taxi và trả bao nhiêu tiền thì không nhớ. Cho đến bây giờ vẫn không nhớ mình trả bao nhiêu tiền. Hôm bữa ăn party ở Đà Lạt. Lần đầu tiên mà uống rượu nhưng mà say đến tận 3 ngày.
Thì hôm đấy em nhớ mang máng thì em cũng làm đến nửa chai rượu vang. Tết cuối năm 2018, rất nhiều kỷ niệm. Chị Khoai. Chắc chắn là anh Hiếu rồi. À anh Năng chị, anh Hài, nhây, dễ thương, vui tính. Anh Bằng, bởi vì lúc em vào công ty thì khuôn mặt của anh Bằng nó rất là cong khó và khó chịu. Là thằng Bằng, nó đi vào công ty mình cảm giác kiểu thằng này sếp hay là gì đấy nó đi vào chứ không phải là một kiểu nhân viên như mình ấy. Anh Long bên QA. Một người anh xin đầu tên là H. Bởi vì anh ấy dẫn em đi xịt bình ga. Câu hỏi hơi bất ngờ nhưng mà để trả lời ngay chắc là Thảo. Có lẽ anh nhớ nhất là những con người ở Jira. Là những cái con người mà rất là thân thiện và nhiều cái nhiệt huyết tuổi trẻ cũng như là nhiều đam mê. Là em sẽ nhớ anh Đức. Đầu tiên là môi trường và thứ hai là anh em. Đấy là anh em. Các anh em đã từng làm việc với mình. Cũng là câu cửa miệng của anh Hiếu đó. Tinh thần chiến binh. Cái bàn poker. Rất là hạnh phúc khi mà được đón sinh nhật 6 tuổi cùng với Zika. Hy vọng là cả sinh nhật 7 tuổi, 8 tuổi gì nữa thì chúng ta vẫn luôn ở đây cùng với nhau. Và rất mong muốn là Zika chúng ta sẽ có ngày càng nhiều dự án thành công hơn nữa. Chúc cho các sản phẩm của Zika kiếm thật nhiều tiền. Chúc Zika ngày càng speed up, trở thành công ty làm game số 1 thế giới. Mình chúc công ty sẽ có những sản phẩm thành công và có cái sự đột phá, góp phần là thực hiện cái sứ mệnh mà mình đã đề ra. Mong là các bạn sẽ phát triển được hết cái tiềm năng của mình. Chúc cho Zika là tuổi mới thêm vững vàng này, phát triển thần tốc hơn nữa này. Chúc cho các đồng nghiệp ở Zika là chân cứng đá mềm, cùng vượt qua cơn bão Covid, cũng như là cùng nhau đoàn kết, cùng nhau nỗ lực để góp phần thực hiện cái sứ mệnh nâng tầm vị thế game Việt. Một hành trình không quá dài nhưng đủ cho chúng ta có những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau. Zika hiểu rằng đằng sau những thành quả đạt được trong suốt quá trình chặng đường 6 năm qua là sự cống hiến của toàn thể các thành viên. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người. Hy vọng trên chặng đường phía trước vẫn sẽ có anh chị em Zika luôn đồng hành. Happy birthday!